Đối với những bạn nào các bạn có làn da hỗn hợp thiên dầu ấy, mà nếu như phải hoạt động ngoài trời khá là nhiều thì mọi người cũng sẽ thấy rằng cái phần chữ T của mọi người đổ dầu một chút xíu thôi. Nói chung là không xi nhê gì đâu mọi người ơi. Hello, xin chào tất cả mọi người, chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với channel của Hà Linh. Mình chắc chắn rằng ngày hôm nay là một cái video mà mọi người cực kỳ mong chờ, bởi vì trong video ngày hôm nay mình sẽ review 5 sản phẩm kem chống nắng đến từ nhà Sunplay Skin Aqua dòng Tone Up UV nha mọi người. Bên tay trái của mình là dòng Essence và bên tay phải của mình là dòng Milk. Lý do vì sao mà những cái sản phẩm kem chống nắng Tone Up của nhà Sunplay Skin Aqua ấy lại được nhiều em học sinh, sinh viên và ngay cả những bạn đang đi làm yêu thích đến vậy? Đầu tiên đó chính là những cái sản phẩm này cực kỳ dễ mua. Chỉ cần mọi người lên trên siêu thị thì mọi người sẽ thấy rằng cái sản phẩm này được bày bán cực kỳ rộng rãi. Chỉ với 175.000 mọi người sẽ mua được một tip kem chống nắng với trọng lượng là 50g. Bên cạnh đó những cái tip kem chống nắng này ấy, ngoài công dụng là chống nắng, nó còn có công dụng là làm nâng tông da. Đây là một trong những cái chức năng rất nhiều bạn yêu thích để thay cho cái lớp make up cực kỳ nhẹ nhàng ở trên da, và nó sẽ không làm bí da trong mùa hè này. Sunplay Skin Aqua Tone Up UV thì sẽ có 3 màu tất cả. Đầu tiên sẽ là màu lavender, mình thấy rằng màu này bán cực kỳ chạy luôn nha mọi người. Tiếp theo đó sẽ là dòng mint green, có cái tip màu xanh vàng này nha mọi người. Và cuối cùng là cái dòng rose mới ra nhất nha mọi người. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phần review chi tiết cả 3 cái sản phẩm thuộc dòng Essence này nha mọi người. Và về bảng thành phần cũng như là những cái giới thiệu về sản phẩm ấy thì mình đã phải giữ lại những cái bao bì ni lông ở phía bên ngoài như thế này, bởi vì thông tin nó in ở những cái bao bì ni lông như thế này. Còn ở trên cái tube này ấy, thì mọi người sẽ thấy rằng gần như là nó không có gì nhiều thông tin cả. Tổng quan đầu tiên khi mà cầm cả 3 cái sản phẩm kem chống nắng thuộc dòng Essence thì mình thấy rằng cái chất lượng in ấn trên cái bao bì của những cái sản phẩm này nó không tốt một chút nào. Cái chữ thì nó cực kỳ mờ mà giống như kiểu là bị in lỗi không sắc nét. Phía mặt sau ấy thì có thấy là thông tin sắc nét hơn một chút xíu, nhưng ở phía mặt trước thì cá nhân mình đánh giá không quá cao. Cái tip nhựa này ấy, thì nó có một cái đầu để lấy sản phẩm, mình thấy rằng nó khá là sạch sẽ và vệ sinh. Ở trên bao bì của sản phẩm này và ngay ở trên website cũng nhấn mạnh rằng trong cái sản phẩm này sẽ không có chứa cồn, nhưng mọi người lưu ý nhé, trong cả 5 cái sản phẩm mà mình đang có ở trên tay thì ở trong cả 5 sản phẩm này đều có cồn khô ở dưới dạng là polyvinyl alcohol. Và mọi người check cái bảng thành phần thì mọi người sẽ thấy rằng nó nằm ở gần cuối bảng thành phần, nhưng mà nằm gần cuối bảng thành phần thì không đồng nghĩa với việc là nó không có chứa cồn. Cho nên đối với những bạn nào mà các bạn cực kỳ nhạy cảm đối với cồn thì mọi người lưu ý là những cái sản phẩm này sẽ có chứa cồn khô, nhưng mà nó đứng ở cuối bảng thành phần. Và bên cạnh đó đứng ở đầu tiên trong bảng thành phần sẽ là những cái hoạt chất giúp giữ ẩm ở trên da để giảm cái tác động của cái thành phần cồn khô này lên trên da. Cho nên đối với những bạn nào các bạn không quá nhạy cảm đối với cồn và hương liệu thì các bạn cứ sử dụng vô tư nhé. Về bảng thành phần của cả 3 cái sản phẩm Essence này thì theo như quan điểm cá nhân mình thì thấy rằng gần như nó tương tự giống nhau về các cái thành phần chống nắng nha mọi người. Đầu tiên sẽ là nước này, đứng thứ hai sẽ là một cái hoạt chất chống nắng có khả năng hấp thụ tia UVB rất là tốt, nhưng mà hấp thụ tia UVA thì khá là yếu. Bên cạnh đó thì có thêm cả Titanium Dioxide là một cái thành phần thường có trong những cái kem chống nắng vật lý nha mọi người, và bổ sung thêm một cái thành phần chống nắng có khả năng hấp thụ tia UVA tốt, Tinosorb S. Nếu như mọi người tìm hiểu thì sẽ biết được rằng đây là một cái thành phần chống nắng có phổ chống nắng cao và bền vững, và những cái kem chống nắng tối ưu thuộc thế hệ mới thì đều có chứa cái thành phần Tinosorb S này. Nhưng mà về cơ bản thì Tinosorb S ở trong cái bảng thành phần này nó đứng ở gần cuối bảng thành phần, cho nên mình không đánh giá quá cao, nhưng mà tuy nhiên ý, có vẫn còn hơn không, đúng không mọi người? Và trong bảng thành phần của cả 3 cái sản phẩm kem chống nắng thuộc dòng Essence này sẽ có bổ sung thêm HA này, vitamin C này, bột ngọc trai này, và có cả mica để tạo cái hiệu ứng lấp lánh ở trong cái sản phẩm khi mà bôi lên trên da. Và bên cạnh đó trong cái sản phẩm này sẽ có khá silicon, cho nên mọi người lưu ý là khi sử dụng ở trên da thì chúng ta nhớ tẩy trang thật là sạch sẽ nhá. Đầu tiên mình sẽ nói về cái kết cấu của cái kem Tone Up UV Essence dòng Lavender nha mọi người. Cái sản phẩm này thì sẽ có màu tím nhạt, và khi thoa lên trên da bản thân mình khá là bất ngờ trong lần đầu tiên khi mà thử sử dụng cái sản phẩm này. Nó là ở dạng Essence, nhưng mà khi xoa lên trên da thì mọi người sẽ thấy rằng nó tan ra như nước ấy mọi người, và nó thấm vào da rất là nhanh, không hề để lại vệt trắng ở trên da. Khi mà mình mới bôi lên trên da thì mình thấy rằng sao cái kem này nó hơi ẩm ẩm, nhưng mà chỉ sau khoảng tầm từ 2 đến 3 phút thì cái kem này nó đã set hoàn toàn vào da và để lại một cảm giác khá là khô ráo và thoáng mịn ở trên da. Để xếp về độ nâng tông thì là Lavender tốt nhất này, tiếp theo đó sẽ là Rose và cuối cùng sẽ là Mint Green nha mọi người. Còn xét về mùi hương nồng ấy Thì đứng đầu tiên sẽ là cái phiên bản Rose này. Cái mùi hương của phiên bản Rose này nó sẽ là một cái mùi hoa hồng rất là thơm. Nhưng mà theo quan điểm cá nhân mình là cái mùi Rose này nó hơi nồng. Đối với những bạn nào các bạn dị ứng hương liệu thì các bạn nên cân nhắc một chút xíu. Xét về mùi hương nồng tiếp theo sẽ là Mint Green. Mình thấy rằng cái sản phẩm này nó có cái mùi hơi kỳ kỳ. Mặc dù nó có cái mùi hương liệu nhưng mà nó lại hơi hắc hắc, cho nên mọi người lưu ý nhá. Và cuối cùng sẽ là Lavender. Thì về cái mùi hương mình đánh giá cao nhất là cái bản Lavender này, bởi vì khi mà bôi lên trên da thì cái mùi hương nó sẽ bay đi rất là nhanh chóng, nó sẽ không lưu lại quá lâu ở trên da. Về độ kiềm dầu của cái dòng Essence này thì mình thấy rằng cả ba cái tip này ấy, nó đều giống như nhau. Nó chỉ kiềm dầu được trong vòng khoảng tầm từ 3 đến 4 tiếng thôi nha mọi người. Nếu như trong mùa hè mà thời tiết cực kỳ oi bức khoảng tầm 38-40 độ ấy, thì những cái sản phẩm này nó chỉ kiềm dầu lên trên da được khoảng tầm trong vòng 2 tiếng. Từ bắt đầu 2 tiếng trở đi là mọi người sẽ thấy cái da mặt của mọi người đổ dầu. Và khi bôi lên trên da thì mọi người sẽ thấy rằng cái độ nâng tông của những cái sản phẩm này nó không quá nhiều. Sản phẩm này nó chỉ nâng cái tông da của mọi người lên một tầm từ nửa tông cho đến 1 tông. Cái độ nâng tông da của những cái sản phẩm này nó sẽ tùy vào cái sắc tố da của mọi người nữa. Khả năng giữ tông của cả ba cái sản phẩm này mình cũng không đánh giá quá cao. Chỉ sau khoảng tầm từ 2 đến 3 tiếng thì cái lớp nâng tông đấy nó sẽ set hoàn toàn vào da. Tiếp theo đó chính là cái cảm giác khi bôi lên trên da của cả ba cái sản phẩm này, đó chính là nó mang lại một cái lớp finish cực kỳ đẹp, nhất là đối với những bạn nào có nền da không có quá nhiều khuyết điểm. Mọi người sẽ thấy rằng cái da của mọi người thực sự nó kiểu căng bóng nhẹ nhàng. Nếu như để nói rằng những cái sản phẩm này phù hợp đối với tất cả các loại da, theo quan điểm cá nhân mình là không chính xác một chút nào. Những cái sản phẩm này nó chỉ thực sự phù hợp đối với những bạn nào thuộc tip da thường cho đến da khô, nhưng đã da hỗn hợp thiên dầu thì không nên sử dụng cái dòng Essence này, bởi vì về cơ bản những cái sản phẩm này kiềm dầu không tốt. Và bên cạnh đó khi mà sử dụng những cái sản phẩm này mọi người sẽ thấy rằng cái độ bám ở trên da nó cũng không tốt luôn. Chỉ cần da mồ hôi nhiều một chút xíu là kem chống nắng nó cũng sẽ đi đường kem chống nắng, mà mồ hôi nó cũng sẽ đi đường mồ hôi nha mọi người. Có một điều mà mình cần phải nhấn mạnh nữa, mặc dù trong cái sản phẩm này nó có cả hương liệu, có cả cồn khô và bên cạnh đó cũng có khá silicone, nhưng khi mà mình đã test lâu dài cả ba cái tip này thì mình đều thấy rằng không có hiện tượng gây kích ứng da, không gây mọc mụn mới. Đây cũng là một điều mà mình rất là thích. Chốt lại để đánh giá về ưu điểm cũng như về nhược điểm của cái sản phẩm này thì mình sẽ đánh giá về ưu điểm trước nhá. Đầu tiên là finish ở trên da cực kỳ đẹp. Tiếp theo đó là cái công dụng nâng tông da cực kỳ nhẹ nhàng, không phải cái kiểu quá trắng bệch, và khi bôi lên trên da thì nó không tạo vệt trắng lên trên da, cũng không gây vón cục, và nó là một cái lớp make up rất là nhẹ nhàng, phù hợp để làm kem lót. Ưu điểm tiếp theo là giá thành khá là hợp lý. Nếu như đối với giá sale là 139.000 thì mình nói thật là những cái sản phẩm này quá là dễ mua, cực kỳ phù hợp đối với học sinh sinh viên, và nhất là đối với những bạn nào đi làm mà các bạn có một cái chu trình skincare đơn giản, không sử dụng những cái sản phẩm treatment ở trên da. Thì những cái sản phẩm kem chống nắng này mình cực kỳ recommend cho mọi người sử dụng. Đối với những bạn nào ấy mà các bạn sử dụng treatment ở trên da thì mọi người nên xem lại cái video những cái loại kem chống nắng mà mình khuyến khích dùng cho những cái làn da treatment. Về nhược điểm thì cả ba cái sản phẩm này nói rằng là phù hợp đối với tất cả loại da nhưng chắc chắn sẽ không phù hợp đối với các bạn da hỗn hợp thiên dầu hoặc da dầu. Nhược điểm tiếp theo đó chính là khả năng chống nước cũng như chống mồ hôi kém. Bao bì thì in ấn quá là tệ, theo như quan điểm cá nhân mình là vậy. Để chấm điểm về tổng quan cho cả ba cái sản phẩm này ấy, thì mình sẽ chấm là 6,5 trên 10 nha mọi người. Đấy là mình review chi tiết về cái loại màu tím này nhá. Tiếp theo đó thì mình sẽ nói nhanh về kết cấu của cả hai cái sản phẩm màu xanh. Ngoài những cái ưu điểm và nhược điểm mình đã đánh giá tổng quan về cả ba cái sản phẩm này thì cái điểm khác biệt của cái dòng Mint Green này đó chính là nó sẽ giúp hiệu chỉnh các khuyết điểm và vùng da ửng đỏ, tức là đối với những bạn nào mà có những cái con mụn đỏ trên da hoặc là có những cái vùng da các bạn bị ửng đỏ thì các bạn nên dùng cái dòng Mint Green này. Nhưng mà về cơ bản vì cái hiệu quả nâng tông da của nó không rõ ràng ấy, cho nên là mình thấy rằng gần như nó không có cái hiệu quả quá nhiều trong cái việc đó chính là làm cái gương mặt của mọi người sáng lên nhẹ nhàng. Tiếp theo đó thì sẽ là cái dòng Rose. Cái dòng Rose này ấy, thì nó sẽ giúp hiệu chỉnh tông da tái xanh, che phủ khuyết điểm tự nhiên cho sắc da ửng hồng và tinh khôi. Về cơ bản thì mình thấy rằng nếu như để nói rằng cái finish khi bôi lên trên da thì cái dòng Lavender và cái dòng Rose này là đẹp nhất. Đối với những bạn nào mà da vàng trông hơi tái thì các bạn bôi cái dòng Lavender này lên sẽ thấy rằng da của mọi người rất là đẹp, dạng như nó hiệu chỉnh được cái sắc da ấy. Còn đối với những bạn nào mà các bạn mong muốn cái da của mọi người trông nó hồng hào thì mọi người bôi cái dòng Rose này. Và cái phiên bản Rose này theo như quan điểm cá nhân mình thôi nhá, cái dòng Rose này khi bôi lên mình thấy rằng nó mang lại một cái hiệu quả ẩm mịn ở trên da khá là vượt trội so với cả hai cái phiên bản còn lại. Ok, đó là dòng Essence. Tiếp theo đó thì mình sẽ review về hai cái tip. kem chống nắng Sunplay Skin Aqua Tone Up UV thuộc dòng Milk. Phải nói thật với mọi người về bao bì của cả hai cái sản phẩm này, đầu tiên ấy, đó chính là cái chất lượng in của nó quá là tệ. Đối với giá 175.000 thì mình thấy rằng cái bao bì này hoàn toàn không xứng đáng. Cái chữ được in ở trên cái bao bì của sản phẩm này nó mờ lắm mọi người. Và cái phiên bản này ở trên website có chia sẻ rằng sẽ phù hợp đối với da thường, da hỗn hợp, thiên dầu và da dầu. Nhưng mà mình nhấn mạnh nha, đối với những bạn nào thuộc típ da thường, khi mà sử dụng cái sản phẩm dòng Milk này ấy, thì mọi người sẽ thấy rằng nó kiềm dầu hơi quá, nó làm cho da của mọi người hơi khô ấy mọi người. Cho nên mình nhấn mạnh rằng ấy, cái sản phẩm này sẽ chỉ phù hợp đối với những bạn nào da dầu. Đối với những bạn mà da thường ấy thì các bạn nên dùng sang cái dòng Essence này nhá. Cảm giác khi dùng ấy thì chắc chắn là cái sản phẩm này nó sẽ thoáng da hơn rất là nhiều. Khi mới thoa lên da thì mọi người sẽ thấy rằng cái sản phẩm này tuy là dòng Milk nhưng mà nó hơi đặc nha mọi người. Và khi dùng thì chắc chắn là mọi người phải lắc lên như thế này nhá. Nếu như không lắc lên thì mọi người sẽ thấy rằng cái sản phẩm này bị tách nước khá luôn. Nước nó đi đằng nước mà kem chống nắng nó đi đằng kem chống nắng luôn. Khi bôi lên trên da thì thấy nó hơi đặc, nhưng mà khi tán lên trên da mọi người sẽ thấy rằng cái sản phẩm này thực tế là nó tiệp vào da rất là nhanh luôn nha mọi người. Cái kiểu mà bôi lên nó thoáng mịn như không luôn ấy. Nó không những là giúp nâng tông da mà nó còn có một cái lớp dạng như là cái lớp bột phủ ở trên da. Nếu như mà các bạn bôi đủ lượng kem chống nắng là một cái đồng xu lên trên mặt thì mọi người sẽ thấy rằng cái lớp bột này nó khá là rõ ở trên da. Cái lớp bột này ấy thì nó sẽ giúp kiềm dầu ở trên da rất là tốt. Đối với những bạn nào các bạn có làn da hỗn hợp thiên dầu ấy, mà nếu như phải hoạt động ngoài trời khá là nhiều thì mọi người cũng sẽ thấy rằng cái phần chữ T của mọi người đổ dầu một chút xíu thôi. Nói chung là không xi nhê gì đâu mọi người. Còn đối với những bạn nào các bạn da khô như mình ấy, bôi cái sản phẩm này sáng như thế nào là đến chiều cái da mặt của mọi người nó khô ráo như vậy luôn đấy mọi người. Và nó làm cho cái da của mình nó hơi bị tức ấy. Cái kiểu cái cảm giác nếu như không bôi dưỡng ẩm ở bên dưới nó hơi tức da bởi vì nó khô quá. Và cái mùi hương của cái dòng Milk này ấy, thì mình thấy rằng nó nhẹ nhàng hơn rất là nhiều so với dòng Essence. Cái mùi này nó sẽ bay đi ngay lập tức sau khi mọi người bôi lên trên da. Và lý do vì sao ấy cái sản phẩm này khi bôi lên trên da nó thoáng như vậy là vì đứng đầu trong cái bảng thành phần của sản phẩm này là một cái silicone dễ bay hơi. Và cái silicone này nó sẽ tạo ra cái cảm giác khá là mịn mượt và tạo ra một cái màng nhẹ ở trên da. Thành phần chống nắng chính ở trong cái dòng Milk này sẽ là zinc oxide nha mọi người. Đây là một cái thành phần có khả năng phản xạ tia UVA và tia UVB rất là tốt. Bên cạnh đó cũng rất là lành tính ở trên da. Cho nên là những cái sản phẩm kem chống nắng mà có các thành phần zinc oxide hay là Titanium Dioxide thì thường được khuyên dùng cho những làn da mà dễ bị kích ứng, nhạy cảm với mọi người. Và bên cạnh đó cả dòng Essence lẫn cái dòng Milk này đều là những kem chống nắng vật lý lai hóa học. Trong sản phẩm này sẽ có khá silicone, cho nên khi mà sử dụng cái sản phẩm này chắc chắn là mọi người phải tẩy trang thật là kỹ. Tránh cái việc tẩy trang không kỹ thì nó sẽ có khả năng gây bít tắc, lỗ chân lông và gây ra mụn nhá. Trong sản phẩm này sẽ bổ sung thêm khá những cái thành phần có lợi cho làn da như là niacinamide này, chiết xuất jojoba, vitamin C, HA hay là vitamin E, collagen và có cả bột ngọc trai nữa. Cho nên về cơ bản ấy thì mình thấy rằng cái bảng thành phần của sản phẩm này nhiều cái dưỡng chất có lợi cho làn da hơn là cái dòng Essence này nha mọi người. Chốt lại về ưu điểm của cái dòng Milk này ấy, cái sản phẩm này nó sẽ không hề gây nhờn dính gì ở trên da cả. Chắc chắn là đối với những bạn nào các bạn có làn da hỗn hợp thiên dầu và da dầu các bạn sẽ rất thích cái dòng Milk này. Bên cạnh đó nếu như phải bôi lại kem chống nắng trong ngày, mọi người cũng sẽ thấy rằng cái lớp chống nắng của mọi người sẽ không bị quá dày bí bách ở trên da. Cả hai cái sản phẩm này sẽ không phù hợp đối với những bạn nào thuộc típ da thường cho đến típ da khô, bởi vì có khả năng là mọi người sẽ giống như mình, da bị khô quá và nó làm nổi mẩn ở hai bên má và ở cái phần giữa hai cái lông mày đấy. Và khi ngừng sử dụng cả hai cái sản phẩm này sau khoảng tầm 2 đến 3 ngày thì những cái nốt mẩn đấy nó sẽ xẹp đi. Đây là một cái hiện tượng rất là bình thường khi mà sử dụng những cái loại kem chống nắng mà nó làm cho da của mình bị khô quá. Khả năng bám và chống nước của cả hai cái sản phẩm này cực kỳ tốt nha mọi người. Khi mà bôi kem chống nắng này mọi người sẽ thấy rằng nếu như mà có tiết mồ hôi ra thì cái kem chống nắng nó trôi đi ít thôi, nó không trôi đi quá nhiều như là cái dòng Essence đâu. Tiếp theo đó về khả năng giữ tông thì chắc chắn là cái sản phẩm dòng Milk này giữ tông tốt hơn rất là nhiều so với dòng Essence. Dòng Essence này nếu như trong thời tiết cực kỳ nóng bức khoảng tầm 2 đến 3 tiếng thì cái dòng Milk này thì nó sẽ giữ tông được trong khoảng tầm từ 4 đến 5 tiếng nha mọi người. Về nhược điểm ấy thì trong cả hai cái sản phẩm này sẽ có cả cồn và hương liệu cũng giống như cái dòng Essence, cho nên đối với những bạn nào da các bạn cực kỳ nhạy cảm thì các bạn cần phải lưu ý nhé. Bên cạnh đó cảm giác khi bôi lên trên da thì Mint Green nâng tông da tốt hơn, nhưng xét về tổng quan khi bôi lên cả gương mặt, hiệu ứng chỉnh sắc da thì finish cuối cùng sẽ là cái dòng Lavender này đẹp hơn nha mọi người. Cuối cùng để chấm điểm cho cái dòng Milk này ấy, thì mình sẽ cũng chấm là 6,5 trên 10 nha mọi người. Tổng quan để đánh giá về cái dòng sản phẩm Sunplay Skin Aqua Tone Up, cả cái phiên bản Essence và cả cái phiên bản dòng Milk này ấy. Về quan điểm cá nhân mình ấy, đối với những bạn nào các bạn không dị ứng bởi cồn, hương liệu hay là không dị ứng silicone thì đây vẫn là những cái kem chống nắng thực sự mình rất recommend cho mọi người sử dụng, bởi vì giá thành quá là hợp lý, có cái hiệu ứng nâng tông da, finish đẹp và cái hiệu quả chống nắng của nó nó mình cảm thấy cũng khá là ổn. Cho nên mình nhấn mạnh lại một lần nữa, mặc dù cái số điểm mình chấm không cao, tầm 6 điểm rưỡi, nhưng mà thực sự đây vẫn là những cái kem chống nắng mà mình sẽ recommend cho mọi người sử dụng nha. Và mình cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã xem video này. Nếu như mọi người thích video này, đừng quên để lại cho mình một lượt like, subscribe, đừng quên nhấn nút chuông để nếu như mình có video mới thì mọi người là những người đầu tiên gặp mình nha. Nếu như muốn mình review về những cái sản phẩm gì thì đừng quên bình luận ở ngay bên dưới cho mình biết nhé. Chắc chắn là mình sẽ cố gắng để làm dần dần. Và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye.